Alo, chào bạn. Hôm nay Nông Hoàng có được con ngỗng ở khoảng 4 kg các bạn. Có khoảng 4 kg bây giờ đem vô cho tôi quắt với mình làm cái món ngang các bạn, mình kêu ngang. Thường thường xuyên cái mình kêu riêng ngỗng lắm. Cái này kêu nó bằng con ngang rồi. Ngang giả cày. Quắt làm tôi quắt ấy xả là nước mắm. Còn Nông Hoàng với mẹ mình đang nhổ lông rồi sao để nguyên vậy mình nếu mình làm giả cây mình để nguyên cho nó mình làm lấy rồi mình thui nó nghe bà mình thui cho nó vàng vàng cái da lên lại có út xương vô nữa út xương vô trời cái này đấy mình mặn xong mình đem ra mình thui nó vậy đó bà mình thui cho nó vàng cái da lên bắt đầu mình mới đem vô mình xẻ ruột nó mổ ruột ra chúng ta thui cho nó trái lông với chỉ vàng cái da các bạn giả cày ăn nó mới ngon hay ngang giả cày các bạn đó rồi đây nè bạn đó, hiện tại là mình thui cho nó vàng như thế này đó nó vàng như thế này lát nữa mình vô mình lấy xả mình cạo đó ra là thì nó sẽ rất là thơm các bạn bây giờ quất đang bằm xả các bạn chuẩn bị quá rửa luôn nè ngang này mình thui xong rồi mình lấy xả mình chà nữa các bạn, chà cho nó sạch cái vàng vàng ra với lại nó sẽ thơm quá ngon luôn vàng ché luôn. Bây giờ bắt đầu tôi quốc sẽ làm cái nước chấm, cái này là cái nước mắm thấm các bạn đó. Nhưng mà bầm xả cho nhuyễn rồi, bây giờ cái này là bỏ vô ít khờ no này là bột ngọt đường kế tiếp là đường tương hộp rồi tới tương hộp cái nước mắm thấm mà mình không có tương hộp nữa các bạn đây tương hộp khoảng nửa hũ rồi chào chào rồi cái này thì có chút ít vô ít chào nữa ôi rất thơm các bạn rồi, cái này là cái hộp sữa tươi cái dao này chỉa nó à, cái này là sữa hộp các bạn rồi, làm như đây khoảng hộp này bị nó có nước cốt dừa đó mà cốt dừa rất nhiều nếu mình không làm có nước cốt dừa thì mình làm rất nhiều cái sữa này 4-5 hộp mèo cái này mình có nó mình đổ nước cốt dừa vô nữa thì nó sẽ vừa chấm ra luôn đó bạn cuối cùng là cốt dừa miếng nữa với đậu phộng rồi xong các bạn đó. Rồi cái này là mình đổ nước cốt dừa vô nữa đấy chờ tí nữa cái mình rang cái đậu phộng mình bỏ vô cái nữa là xong cái bô nước mắm thấm mình các bạn đó rất ngon luôn rồi tí nữa mình tới cộng đồng mình ốp thịt nha các bạn thịt rồi mình nấu rồi đây nói chung là nãy giờ mình chặt ra được một thao thịt luôn giờ đâu mình ốp mà cho xíu bột ngọt với khờ no rồi ít đường luôn ồ cái này là có cái bộ lòng đó các bạn có bộ lòng dòng cái này bộ lòng này bán ngấy luôn các bạn tôi Hoàng lấy rất kỹ nha có mỡ này nữa dính mỡ này luôn có dần ché luôn rồi kế tiếp là nãy mình bỏ bột ngọt đường và no với bây giờ là sẽ là cái hũ sa tế nãy có út xương nữa mà út xương mắc kẹt bằng chuyện chạy vào ngoài rồi bạn mà không biết là lát có vô được hay không đó sa tế vô cả nguyên liệu như vậy thôi bạn rồi mình trộn lên rồi bắt đầu mình sẽ bắt cái nồi lên mình khèo sơ nó mình đổ vô trộn đều lên mình đổ vô rồi mình nấu sẽ chín cái mình để mình ăn ý quên còn ngũ vị hương nữa chứ dạ mình cái này mình giả cày là không thiếu cái bọc này được nha các bạn thiếu là tới quốc luôn á bọc ngũ vị hương
Vừa thịt rồi cũng cho một bịch đó thôi, nửa bịch thôi. Thì các bạn ăn nhiều ăn ít nha. Đó, rồi để mình làm xong cái mình bắt lên nấu các bạn. Thế bịch vô phòng cho ăn vô. Đó. Rồi khỏi vàng thì mình sẽ đổ cái thau thịt đi vô các bạn. Chém nữa, chém nửa nậu luôn. Tôi vậy thơm luôn nậu luôn. Bỏ thơm luôn. Đổ vô mình xáo nó lên. Chừng là bữa nay ăn ngon miệng bữa nữa các bạn. Giá cây này thì ăn với cây chuối cây với rau một bữa rau thơm kẹp với là ớt. Nhưng mà lúc nãy mà không có mua bún hay bánh mì vậy các bạn. Lát nữa coi mình có kiếm được không, cũng được các bạn sẽ ăn với chuối cây đó. Rồi đây này các bạn, hiện tại mình nấu cho nó cái thịt nó săn lại. Săn lại teo lại hết như thế này, teo lại hết như thế này. Rồi mình cái này là phần nước dừa các bạn, cái này là nguyên trái dừa luôn đó. Mình đổ vô đổ vô rồi thì mình nấu tí xíu nữa thì là sẽ nấu khoảng chừng 15-20 phút nữa là nó chín các bạn. Còn cái cùi xả này nãy mình lấy mình để cái góc mình làm cái nước chấm đó. Còn cái lá này mình sẽ bó lại và mình bỏ vô đây, nhét vô đây. Ây da, cực kỳ thơm các bạn. Rồi để nắp vào tiếp luôn. Rồi các bạn đợi tí xíu nữa sẽ có ăn không. Đây các bạn, giờ đã chín rồi nè. Đó, quá ngon luôn nha. Đây đã chín rồi nè. Quá đã luôn các bạn. Mới ăn vụng cục mà. Quá ngon luôn. Rồi thì để mình sẽ tôi quất đi lên đỉnh mua bún các bạn. Không có bún mua bánh mì các bạn. Không có chắc về ăn không với rau quá. Thì để mình múc lên và mình mấy anh em mình ăn và mời các bạn cùng với mình nha. Chính là mình múc lên đây. Con này hôm qua có bẻ được lá mơ, miếng mớ lá mơ với mớ cái củ riền sắc ra rồi bạn. Với cái này nãy mình có hái được mớ lá lốp nữa nè. Này đậu thơm với chuối cây bào. Cái tô nước mắm thì đó, cực kỳ ngon nha các bạn. Này ăn mà Tư Quắc muốn chạy mới chạy mua bánh mì. Đó. Rồi, hôm nay có Tư Quắc với Năm Hoàng. Chào các bạn. Chào các bạn. Các bạn đó, rồi mời các bạn mình ăn với mình mấy anh em mình gà ở này là ngang giả cày nha các bạn. Đây, các bạn. Kẹp miếng củ riền đó. Này Nam Hoàng kẹp miếng củ riền đó. Tại là bây giờ là 6 giờ các bạn. Rồi cũng hơi tối tí xíu. Đây, giờ cái lỗ đầu quá ngon luôn rồi. Bánh mì bốc. Thì cái này nữa. Quá ngon các bạn. Đây, này cục thịt của nó nè. Cái này là thịt ngang các bạn. Rau mẹ. Ngang là thịt ngỗng á. Cái đầu dưới nó ngon. Mềm mà. Mình kẹp cái lá mơ vô để mình ăn các bạn. Lá mơ nó thú địch á. Rất thơm luôn. Cái này có người ăn không được không ạ? Có người ăn được, có người ăn không được không bạn? Này là lá thú địch nè. Là lá mơ. Tốt cái bể luôn bạn. Nó nói lấy bằng tay luôn ạ.
À, để mình lượm cái cục nào vừa miệng mình tém cái đây nó đây. Đây chấm vô cái chén nước mắm thấm mình các bạn, bỏ vô miếng củ riềng đó đây với một thêm một chuối cây luôn, chuối cây với vài lá rau khô. Đó giờ mình ta cũng đã tấu rồi nha các bạn, lần đặt làm cũng vừa chụp tấu luôn rồi, hơi mờ mờ luôn rồi. Rồi đây mời các bạn luôn. Ủa củ liền nó thanh thanh trong miệng các bạn, quá đã luôn, chưa kẹo nước luôn đó, lỏng nước. Cái này cái cục huyết của nó nè. Mình quay mình lấy cái tô mình đậy lại mà. Nãy còn sống là quay lấy cái tô đậy lại không dám để. Lỡ quay trúng nữa. Rồi, đây mời các bạn nè, ăn huyết huyết ngang với mình nha. Ngỏng. Rồi thì nãy giờ mấy anh em mình cũng ăn cũng gần hết rồi các bạn, nhưng mà còn ở trong nhà thì nhiều lắm các bạn, nãy giờ ba anh em mình với cháu mình tấu quá các bạn ơi, tấu quá rồi mình, clip của mình tới đây kết thúc các bạn, chúc bạn xem vui vẻ, bạn xem kênh nhớ đăng ký kênh 216 của mình các bạn, chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn, để mình có động lực làm nhiều những clip cho bạn xem. Giờ thì mình xin khép lại clip tại đây. Giờ chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những clip sau. Bye bye. Bye.